Các em thân mến, bây giờ các em hãy cùng cô theo dõi một đoạn video và đoán xem đoạn video này nói về điều gì. Chắc hẳn các em đều có câu trả lời rồi đúng không? Qua đoạn video này, cô muốn nhắc lại cho các em các ứng dụng của hydrocarbon thơm. Các em thân mến, trong các bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về hydrocarbon thơm và bài học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một số các kiến thức liên quan đến hydrocarbon thơm. Hôm nay chúng ta vào học tiết 53 bài 36 luyện tập hydrocarbon thơm thuộc chương trình hóa học lớp 11. Trong chương này, chúng ta cần nắm vững một số nội dung kiến thức sau. Các em nắm vững cho cô quy tắc đọc tên các ankin benzen theo danh pháp thay thế. Ngoài ra, chúng ta đọc được tên thông thường của một số ankin benzen thường gặp. Nội dung kiến thức thứ hai chúng ta cần nắm vững đó là nắm vững tính chất hóa học chung của các ankin benzen. Để ôn lại nội dung kiến thức thứ nhất đó là danh pháp của các ankin benzen, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi số 1. Câu hỏi 1: các em hãy đọc tên các hydrocarbon thơm sau và nêu quy tắc đọc tên các ankin benzen theo danh pháp thay thế. Trên màn hình cô có công thức cấu tạo của hai hydrocarbon thơm. Các em hãy đọc tên hai hydrocarbon thơm này theo danh pháp thay thế. Và qua đó thì các em hãy nêu lại cho cô quy tắc đọc tên các ankin benzen theo danh pháp thay thế. Với chất thứ nhất, chúng ta thấy rằng có một nhánh metin gắn vào vòng benzen. Chất này được đọc là metin benzen. Chất thứ hai có hai nhánh metin gắn vào vòng benzen và hai nhánh này ở vị trí số 1 và số 3 so với nhau. Nó được đọc là 1,3-dimetin benzen. Ngoài ra nó cũng được đọc là meta-dimetin benzen. Tên của các ankin benzen được đọc bằng số chỉ vị trí nhánh cộng với tên nhánh cộng với từ benzen. Các em chú ý cho cô hai điều như sau. Điều số 1, nếu trong vòng benzen mà chỉ có một nhánh ankin thì khi đọc tên chúng ta sẽ không cần đọc số chỉ vị trí nhánh. Điều lưu ý thứ hai đó là nếu trong vòng benzen có hai nhánh ankin và hai nhánh này ở vị trí số 1 và số 2 so với nhau thì được đọc là octo. Vị trí số 1 và số 3 so với nhau được đọc là meta và vị trí số 1 và số 4 so với nhau được đọc là para. Các em hãy theo dõi trên màn hình.
Một, ankin benzen. Ở đây chúng ta thấy là trong vòng benzen này có hai nhánh metin. Hai nhánh này ở vị trí số 1 và số 2 so với nhau. Chất này được đọc theo danh pháp thay thế đó là 1,2-dimethylbenzen. Ngoài ra, vì vị trí số 1 và số 2 so với nhau còn được đọc là octo, do đó tên của ankin benzen này còn được đọc là octodimethylbenzen. Ngoài danh pháp thay thế thì hiệu carbon thơm này còn có tên thông thường đó là octosinen. Hiệu carbon thơm mà có hai nhánh metin điền vào, có hai nhánh metin thì được đọc là sinen, và hai nhánh metin này ở vị trí số 1 và số 2, do đó được đọc là octosinen. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng tên số 1 và số 2 thì đây là danh pháp thay thế, còn octosinen đây là danh pháp thông thường. Các em thân mến, ở các thứ trước chúng ta đã được tìm hiểu về tính chất hóa học của hiệu carbon thơm. Các em còn nhớ các tính chất hóa học đó không? Hôm nay cô trò mình cùng ôn lại qua việc trả lời câu hỏi số 2 nhé. Các em hãy nối tên loại phản ứng ở cột bên trái với phản ứng hóa học thích hợp ở cột bên phải. 1. Phản ứng thế hydro của vòng benzen. 2. Phản ứng cộng hydro vào vòng benzen tạo vòng no. 3. Phản ứng thế hydro của nhóm ankin liên kết với vòng no. 4. Phản ứng oxy hóa nhánh ankin bằng dung dịch kali permanganat đun nóng. Các em hãy tìm một phương trình hóa học thích hợp ở cột bên phải để nối với loại phản ứng hóa học ở cột bên trái. Các em có 15 giây suy nghĩ và trả lời. Thời gian suy nghĩ đã hết. Bây giờ, cô trò mình cùng kiểm tra đáp án. 1. Phản ứng thế hydro của vòng benzen được nối với phương trình hóa học D ở cột bên phải. Ở phương trình hóa học D, benzen tác dụng với axit nitric đặc trong môi trường H2S4 đặc. Ở đây, nhóm nitro đã thay thế cho hydro trong vòng benzen, tạo thành nitrobenzen. 2. Phản ứng cộng hydro vào vòng benzen tạo vòng no được nối với phương trình hóa học A ở cột bên phải. Ở phương trình hóa học A, benzen tác dụng với hydro với điều kiện là có xúc tác niken và nhiệt độ. Khi đó, liên kết pi trong vòng benzen bị phá vỡ và tạo thành vòng no cyclohexan. 3. Phản ứng thế hydro của nhóm ankin liên kết với vòng no được nối với phương trình hóa học C ở cột bên phải. Ở phương trình hóa học C, toluen tác dụng với brom đun nóng. Khi đó, nguyên tử hydro của nhánh metin bị thay thế bởi nguyên tử brom tạo thành benzin bromua. 4. Phản ứng oxy hóa nhánh ankin bằng dung dịch kali-permanganat đun nóng được nối với phương trình hóa học B ở cột bên phải. Ở phương trình hóa học này, toluen tác dụng với dung dịch kali-permanganat. Ở đây, kali-permanganat đã oxy hóa nhánh CH3 của vòng benzen, tạo thành kali-benzoát. Phản ứng xảy ra cần điều kiện đun nóng. Như vậy, tính chất hóa học chung của hiệu carbon thơm bao gồm: thứ nhất, phản ứng thế hydro của vòng benzen gồm có phản ứng halogen hóa, nitro hóa, vân vân. 2. Phản ứng cộng hydro vào vòng benzen tạo vòng no. 3. Phản ứng thế hydro của nhánh ankin liên kết với vòng no. 4. Phản ứng oxy hóa nhánh ankin bằng dung dịch kali permanganat đun nóng. Để củng cố những kiến thức đã học về hiệu carbon thơm, chúng ta cùng làm bài tập. Bài tập số 1 trang 162 sách giáo khoa.
Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiệu carbon thơm có công thức phân tử C8H10. Các em có 10 giây suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Thời gian suy nghĩ của các em đã hết. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Các em đều biết, khi ở carbon thơm thì trong cấu tạo phân tử phải có vòng benzen. Vòng benzen có 6 nguyên tử carbon, như vậy 8 nguyên tử carbon bớt 6 nguyên tử carbon ở vòng benzen, còn lại 2 nguyên tử carbon. 2 nguyên tử carbon này dùng để làm nhánh. Vậy xảy ra hai khả năng. Khả năng thứ nhất đó là có một nhánh và nhánh đó có hai carbon, vậy nhánh đó sẽ là nhánh etin. Khả năng thứ hai đó là có hai nhánh và mỗi nhánh có một carbon, khi đó cả hai nhánh này đều là nhánh metin. Như vậy, tương ứng với hai khả năng này thì chúng ta có các công thức cấu tạo như trên màn hình. Với trường hợp thứ nhất, có một nhánh là nhánh etin thì chúng ta có một công thức cấu tạo duy nhất. Tương ứng ở đây là etin benzen. Với trường hợp thứ hai, có hai nhánh metin. Khi đó, dựa vào vị trí tương đối của các nhánh metin trong vòng benzen, chúng ta sẽ có ba công thức cấu tạo. Hai nhánh metin gắn vào vòng benzen thì chúng ta được hợp chất xinen, và dựa vào vị trí tương đối của các nhánh ankin trong vòng benzen thì chúng ta có 3 xinen, tương ứng lần lượt là octoxinen, metaxinen và paraxinen. Và các em có thể tham khảo tên gọi thay thế của các hiệu carbon thơm này trên màn hình. Như vậy, tương ứng với công thức phân tử C8H10, chúng ta sẽ có 4 công thức cấu tạo là hiệu carbon thơm. Trước khi đi vào phần đáp án, chúng ta cùng phân tích đề bài nhé. Ở đây chúng ta thấy là benzen và toluen có công thức cấu tạo như trên hình. Như vậy, cả benzen và toluen đều là hiệu carbon thơm. Tuy nhiên, đối với toluen thì có thêm nhánh metin gắn vào vòng benzen. H1in có công thức cấu tạo như trên màn hình. H1in là thuộc dãy đồng đẳng của ankin. Như vậy, dựa vào công thức cấu tạo của ba chất này, chúng ta thấy rằng để phân biệt, để nhận biết H1in, chúng ta có thể dùng dung dịch kali permanganat hoặc dung dịch brom. Tuy nhiên, để phân biệt benzen và toluen thì chúng ta không thể dùng dung dịch brom, mà chúng ta chỉ có thể dùng dung dịch kali permanganat. Như vậy, đối với bài tập này, thuận lợi nhất chúng ta nên sử dụng hóa chất, chúng ta nên sử dụng thuốc thử, ở đây là dung dịch kali permanganat. Hiện tượng khi dùng dung dịch kali permanganat đối với các chất ở các điều kiện nhiệt độ thường và nhiệt độ cao. Ở đây hiện tượng áp dụng đối với dung dịch kali permanganat có màu tím. Nếu là H1in thì H1in sẽ làm mất màu dung dịch kali permanganat ngay ở nhiệt độ thường. Toluen thì ở nhiệt độ thường không làm mất màu dung dịch kali permanganat. Tuy nhiên, nó làm mất màu kali permanganat ở nhiệt độ cao. Còn benzen thì không làm mất màu dung dịch kali permanganat dù ở nhiệt độ thường hay ở nhiệt độ cao. Như vậy, bằng một thuốc thử duy nhất đó là dung dịch kali permanganat, chúng ta có thể phân biệt được ba chất này. Bài tập số 3 trong 162 sách giáo khoa là một bài tập về điều chế chất.
Viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế ethylen acetylen từ metan, điều chế clorobenzen và nitrobenzen từ benzen. Các em hãy suy nghĩ và viết các phương trình hóa học. Chúng ta cùng theo dõi đáp án của bài tập số 3. Điều chế acetinen và ethylen từ metan. Từ metan muốn điều chế acetinen, chúng ta lung metan ở 1500 độ C và làm lạnh nhanh. Khi đó chúng ta thu được acetinen và hydro. Từ acetinen, chúng ta tiếp tục điều chế ethylen bằng cách cho acetinen tác dụng với hydro với điều kiện đó là xúc tác Palladi chỉ carbonat và nhiệt độ. Ngoài xúc tác là Palladi chỉ carbonat thì ở đây các em có thể dùng xúc tác là Palladi barisulfat. Lưu ý rằng là ở đây chúng ta không nên dùng xúc tác niken nhiệt độ. Bởi vì khi dùng xúc tác là niken nhiệt độ thì thường là chúng ta sẽ thu được etan. Tiếp theo đó là điều chế nitrobenzen và clorobenzen từ benzen. Từ benzen để điều chế nitrobenzen thì chúng ta dùng phản ứng thế hydro ở vòng benzen bằng cách là cho benzen tác dụng với axit nitric đặc trong môi trường H2S4 đặc. Khi đó nhóm nitro sẽ thay thế cho hydro trong vòng benzen tạo thành nitrobenzen. Tiếp theo, muốn điều chế clorobenzen thì chúng ta cho benzen tác dụng với clo với điều kiện là có xúc tác là sắt 3 clorua. Khi đó, nguyên tử clo sẽ thay thế cho nguyên tử hydro trong vòng benzen tạo thành clorobenzen. Sau đây là một bài tập định lượng. Bài 4, trang 162, sách giáo khoa. Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit nitric đặc dư có xúc tác là axit sulfuric đặc. Giả sử toàn bộ toluen chuyển thành 2,4,6 trinitro toluen. Hãy tính A. Khối lượng trinitro toluen. B. Khối lượng axit nitric đã phản ứng. Chúng ta cùng theo dõi đáp án của bài tập số 4. Toluen có công thức là C6H5CH3, tác dụng với axit nitric HNO3. Trong môi trường là H2S4 đặc. Ở đây xảy ra phản ứng thế. Ba nguyên tử hydro trong vòng benzen sẽ bị thay thế bởi ba nhóm nitro. Như vậy, 5 C6H5 lúc này chuyển thành C6H2. Và sản phẩm sẽ là C6H2NO2 tất cả 3 lần CH3 cộng với 3 nước. Dựa vào phương trình hóa học trên, chúng ta thấy cứ 92 gram toluen thì tham gia phản ứng với 186 gram axit nitric tạo thành 227 gram trinitro toluen. Như vậy, nếu chúng ta có 23 kg toluen thì chúng ta sẽ thu được khối lượng của axit nitric bằng cách là lấy 186 nhân với 23 rồi chia cho 92, chúng ta được kết quả là 46,5 kg axit nitric. Sản phẩm trinitro toluen thu được được tính bằng cách lấy 23 nhân với 227 rồi chia cho 92, chúng ta thu được kết quả là 56,7 kg. Như vậy, với câu A,
Khối lượng axit trinitrotoluen thu được sẽ là 56,7 kg. Và câu B, khối lượng axit nitric đã tham gia phản ứng là 46,5 kg. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài 5 trong 162 sách giáo khoa. Bài tập số 5, ankin benzen X có phần trăm khối lượng carbon bằng 91,31%. Câu A, tìm công thức phân tử của X. Câu B, viết công thức cấu tạo, gọi tên X. Để làm bài này, chúng ta để ý cho cô. X là ankin benzen. Như vậy, chúng ta sẽ gọi công thức của X là CnH2n-2. Dựa vào phần trăm khối lượng của carbon trong X thì chúng ta sẽ tìm được N. Ở đây, đáp án đó là N bằng 7. Như vậy, công thức phân tử của X sẽ là C7H8. Và vì X là ankin benzen, như vậy trong công thức cấu tạo phải có vòng benzen. Và do đó, C7H8 sẽ tương ứng với công thức cấu tạo đó là toluen. Bây giờ chúng ta cùng thử sức với một số câu hỏi của cô. Câu hỏi số 1, chọn tên gọi đúng của chất có công thức cấu tạo sau. A. 1,4-metinbenzen. B. 1,4-dimetinbenzen. C. Octoxinen. D. Metaxinen. Các em có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Thời gian. Đáp án của chúng ta đó là đáp án B, 1,4-dimetinbenzen. Câu 2. C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiệu carbon thơm? A 2, B 3, C 4, D 5. Các em có 10 giây suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Đáp án của chúng ta đó là 4 đồng phân. C8H10 có 1 đồng phân đó là etinbenzen và ngoài ra thì nó có 3 đồng phân sinen, lần lượt là octo, meta và para sinen. Câu hỏi số 3. Cho clor tác dụng với benzen tạo clorbenzen. Khối lượng clorbenzen thu được khi dùng 15,6 gam benzen là A. 22,7 gam, B. 22,5 gam, C. 92,2 gam và D. 86,6 gam. Các em có 15 giây suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 15 giây bắt đầu. Đã hết thời gian, chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Đáp án B, 22,5 gam. Các em nhìn vào phương trình hóa học, C6H6 cộng với Cl2 dưới tác dụng của FeCl3 tạo C6H5Cl cộng HCl. Ở đây xảy ra phản ứng thế. Nguyên tử hydro trong vòng benzen bị thế bởi nguyên tử clo. Cứ 7-8 gam benzen tham gia phản ứng thì sẽ tạo ra 112,5 gam clorbenzen. Như vậy, nếu chúng ta dùng 15,6 gam benzen thì khối lượng clorbenzen thu được sẽ là 112,5 nhân với 15,6 và chia cho 7-8 và kết quả là 22,5 gam. Sau đây là hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng. Các em hãy vận dụng những kiến thức đã học về hydrocarbon thơm và tìm hiểu và giải thích vì sao nhà mới sơn thì chúng ta không nên đến ở luôn. Chúc các em có một tuần học đầy vui vẻ và bổ ích. Tạm biệt các em.